Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là bạn Lan ở Hàn Quốc về, mấy hôm nữa bạn đi là bạn ấy mời. Cho nên là mình vừa mới ăn rồi nhưng mình vẫn là phải đi. Mời mọi người cùng theo mình. Mọi người biết gì không? Ở Việt Nam mà ăn sang như này mọi người thế. Sang hơn tôi đấy. Tôi làm chật vật từ chiều đến giờ. Gọi ý ơi, tôi ăn rồi. Ăn bù cái buổi trưa này bốc gạch. Mọi người ơi, món gì đây? Bè bè. Rang muối. Rang muối của Việt Nam. Việt Nam. Trêu mọi người tí thôi mọi người ạ. Tại vì mình ăn rồi ấy. Chưa còn ngày mai nữa. Thôi, sorry. I am sorry, I cannot bring today. Cũng có anh miếp gì ở đây ăn uống đàng hoàng tí nào. Xin chào tất cả mọi người. Cuộc chia tay của bạn Hà Trương vẫn ở đây còn 2-3 ngày nữa. Bạn là đi Hàn Quốc, bạn mới về. Tiệc mời cả lớp, không phải lớp mà những đôi vợ chồng và có những ba đứa con nữa. Mời mọi người ăn tối cùng với gia đình mình nhé. À, cùng với các bạn của mình. Đây ngồi. Này còn mất cỡ. Mình thay mặt là cảm ơn bạn vợ chồng của bạn là Hàn Quốc mới về chiêu đãi bọn mình, rất là cảm ơn. Và thay lời muốn nói là hẹn sang năm nhưng mà chưa biết cũng...